Xin chào các anh em, hôm nay thì tôi sẽ đem tới anh em món ăn gì nào, và đó phải là một trong những món ăn hấp dẫn và ngon hay không thì chúng ta cùng chờ xem trong video này các bạn nhé. Nào, như các bạn đang thấy đây chính là hai chiếc đồng hồ phải nói là cực kỳ hot trong những năm trở lại đây của Rolex. Đó là hai chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Daytona, một bật mí nho nhỏ. Chiếc đồng hồ bên tay trái tôi cách đây thời gian 4 năm trước nó có được chiết khấu, ngày hôm nay cái mức giá của nó tăng phải tầm 70% giá mới, giá ngoài thị trường ấy, thì các bạn thấy nó kinh khủng. Tức là ngày xưa 4 năm trước người ta mua chiếc đồng hồ này, người ta đeo chán chê mê mỏi bán, bây giờ có lại. Đó là một cái điều thú vị khi chúng ta chơi bất kỳ một cái môn nào này, đó là cái sản phẩm của chúng ta không xác định là chúng ta sẽ đem ra để bán, nhưng nó có tăng sau một thời gian chúng ta nhìn lại. Nó là một cái điểm rất là thú vị khi chúng ta chơi một thứ chơi nào đấy, rượu vang, xe cổ và những chiếc đồng hồ Daytona thì nó cũng không ngoại lệ. Rồi ok, đầu tiên ấy thì tôi sẽ mở chiếc một điểm thú vị nữa mà với tất cả những chiếc đồng hồ đắt sâu của Rolex, đó chính là mỗi chiếc đồng hồ thường có nickname. Ví dụ người chơi thường đặt cho chiếc đồng hồ với cái mặt xanh lá này một tên là Loki. Đó, Loki ở trong Avenger các bạn. Còn phiên bản thép với những cái vòng tròn đếm giờ đen này thì được đặt tên là Panda, hay gọi là gấu trúc. Vâng, và sau đây thì chúng ta cùng đánh giá hai chiếc đồng hồ này trên tay tôi các bạn nhé. Các bạn có thể thấy được hai chiếc đồng hồ này, một chiếc đồng hồ nó được làm hoàn toàn từ full gold, từ vàng khối 750, thì nó có một cái độ nặng từ vàng rất là đầm tay. Để tôi cầm lên tôi cảm thấy là nó nặng hơn rất là nhiều, trọng lượng nó nặng hơn rất là nhiều so với phiên bản thép đó. Ngoài ra thì chiếc đồng hồ Panda này nó nhẹ hơn, nhưng mà nó có một cái cảm giác cầm nó rất là chắc chắn, chứ nó không phải là nhẹ theo kiểu mà tất cả các chi tiết của nó đều làm rỗng ở phía bên trong, nên là chúng ta đeo chúng ta sẽ thấy nó nhẹ hơn vàng, bởi vì là tôi đang cầm một chiếc vàng bên tay trái thôi. Còn nếu mà đeo không thì nó sẽ có một cái cảm giác là tôi nghĩ là nó khá là đầm tay so với một chiếc đồng hồ thép đó. Thì hai chiếc đồng hồ này có điểm khác biệt lớn nhất, đó chính là cái vành bezel. Một chiếc đồng hồ đó là vành bezel từ vàng, một chiếc Panda này thì được làm từ ceramic chrome đó, các bạn thấy không ạ? Thì hai cái chất liệu này khi sờ thì nó có cảm giác khác nhau. Cảm giác mà sờ vành gốm của Panda thì nó trơn mượt mịn, còn chiếc Loki này thì nó sờ nó có cảm giác nó vẫn có hơi gợn gợn một chút, nó cái cảm giác của nó không được mượt như là vành gốm. Có lẽ là bởi vì cái chất liệu vàng ấy, sau một quá trình thời gian sử dụng thì nó sẽ có những cái qua những cái tác động thì nó sẽ cái mặt bề mặt của nó sẽ không được trơn bóng như ceramic đó. Trong hai chiếc đồng hồ này thì điểm chung của nó nữa, đó là ngày hôm nay hai chiếc đồng hồ này đều có một cái mức giá ngoài thị trường nó rất là cao, mức giá premium cho từng chiếc đồng hồ rất là cao. Với chiếc đồng hồ Loki này thì cái mức giá premium cho nó rơi vào tầm 70% đến 80% giá. Còn chiếc đồng hồ Panda này thì thậm chí nó còn hơn 100% nữa các bạn ạ. Thậm chí là 140-150%. Rất là crazy đúng không? Các bạn có sẵn sàng bỏ tiền ra cho những chiếc đồng hồ không phải phiên bản kỷ niệm với một mức giá premium thế không? Thế mà chúng ta có đấy. Và Rolex làm được điều đó, là tôi phải đánh giá Rolex đó là một trong những bậc thầy marketing đỉnh cao nhất. Không phải là chúng ta có thể dễ dàng mua hai chiếc đồng hồ này với giá, mà nếu như chúng ta mua được tại thời điểm này thì đúng là chúng ta bắt được vàng theo đúng nghĩa đấy các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn mua với giá được xong, các bạn có thể giao dịch một số kênh, có thể là giao dịch bán được cho một số bên khác trong nước hoặc quốc tế mua với một cái mức giá chênh lệch, thì đó là chúng ta cũng bắt được vàng rồi gì đúng không các bạn? Đó, ta hãy cùng nói về việc mua hay không nên mua hai chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ mà với mặt xanh tôi gọi là xanh cộng lục bảo ấy,
hay gọi là Loki, biệt danh nickname Loki ấy, tại sao loại đắt như thế? Các bạn biết vì sao? Một phần ngoài vấn đề về cung cầu của thị trường ra thì chúng ta đang, cái model này đang bị ảnh hưởng rất là lớn bởi những người hàng xóm của chúng ta, những anh bạn người Trung Quốc. Rất là nhiều người Trung Quốc họ săn lùng cái model này với mức giá premium rất là cao. Tôi xin kể với các bạn một câu chuyện. Cách đây khoảng tầm 1.5 năm thì ở Gia Bảo Hà Nội và Gia Bảo Sài Gòn thì đều có những người Trung Quốc đến hỏi mua chiếc đồng hồ này với mức giá họ mua vào. Thời điểm đấy thì giá market của chiếc đồng hồ này là khoảng 40.000, nhưng họ sẵn sàng họ mua vào với giá 44.000 USD. Các bạn thấy cực kinh không ạ? Ghê gớm không? Quá là ghê gớm luôn đấy. Và cái ngày hôm nay thì với những chiếc đồng hồ green như thế này mới 100%, sau 1.5 năm thì cái giá thị trường của những chiếc đồng hồ này, các bạn nếu như bạn muốn tìm hiểu các cái kênh khác mà không phải là lời tôi nói ấy, thì bạn có thể search ở trên Chrono 24 hoặc là những cái kênh bán hàng có uy tín, thì các bạn sẽ thấy được giá thị trường của nó, và tôi hoàn toàn là tôi đang đánh giá ở góc độ khách quan. Thì giá thị trường của chiếc đồng hồ này hiện tại bây giờ đang là khoảng 55-57.000 USD đó. Và những cái anh bạn Trung Quốc ngày đấy mà tôi biết 1.5 năm trước đi mua, thu mua lại hết trong khoảng 44.000, và giá nó cao gấp hơn 10% so với cái giá thị trường lúc đó, thì các bạn có thấy kinh khủng không? Và tại sao người Trung Quốc lại thích mua cái chiếc đồng hồ này? Bởi vì sao? Không phải là riêng chiếc đồng hồ này mà tất cả những chiếc đồng hồ với mặt xanh đậm, với mặt xanh đậm cùng với màu vàng của Rolex, người hàng xóm chúng ta, những anh bạn hàng xóm chúng ta mua một cách rất là mãnh liệt. Bởi vì sao? Trong văn hóa như tôi biết được ý, thì văn hóa và truyền thống của những anh bạn hàng xóm thì họ rất thích cái màu ngọc lục bảo này, nó tượng trưng cho phú quý, giàu có và may mắn. Đó là lý do vì sao mà những chiếc đồng hồ này rất khó để mua với giá retail tại thời điểm này. Bởi vì ngày nay thì chúng ta có thể biết rồi đấy, những anh bạn người hàng xóm của chúng ta có khắp nơi trên thế giới, và khi mà có cái mô đồ này họ sẵn sàng mua cao hơn giá thị trường 10% để sở hữu nó. Vậy nên là nguồn cung, nguồn cầu, các bạn có thể thấy được đó. Trừ khi chúng ta phải bỏ một mức giá tiền rất rất là lớn thì chúng ta mới có thể thi đấu được với những anh em người hàng xóm của chúng ta đó. Nói qua về chiếc Loki này thì các bạn hiểu, cùng là một chiếc Daytoner nhưng với vỏ vàng đi, nhưng những chiếc đồng hồ này đắt hơn, vỏ vàng hồng rất là nhiều, thậm chí là cao hơn, nhỉnh hơn cả cái phiên bản có mặt số của cọc hạt baguette đấy. Các bạn thấy có ghê gớm không ạ? Đó là một sự thật. Kế tiếp, những chiếc Daytoner Panda hay gọi là gấu trúc này, tại sao càng ngày nó lại càng mắc lên? Cách đây khoảng tầm 6 tháng thì tôi có giao dịch chiếc đồng hồ này rẻ hơn hiện tại khoảng tầm 15%. Tại sao lại như vậy? Có một quan điểm rất là sai lầm đang thời dịch này nên là giá đồng hồ sẽ giảm đi. Đúng là giá đồng hồ giảm đi, nhưng không bao gồm Rolex các bạn, và nhất là những dòng đồng hồ sport. Cái thời đỉnh dịch này thì cái sản lượng sản xuất Rolex họ không được như trước 100%, mà nó chỉ rơi vào 50-60% vừa làm vừa cân đối. Thế nên là cái trước đây do cái nguồn cung, tôi có thể cảm nhận được đó là cứ một tháng nó sẽ ra ngoài thị trường bao nhiêu chiếc đồng hồ sport steel vỏ thép ấy. Nhưng hiện nay thì cái số lượng đấy nó giảm đi tương đối nhiều, và đó là một phần lý do tại sao những chiếc đồng hồ sport, mà nhất là những chiếc đang trên tay tôi, lại có một cái mức giá ngoài thị trường nó lại cao như vậy. Bỏ qua cái vấn đề về các bạn có những quan điểm nói rằng là những người bán hàng giữ xong rồi đẩy giá lên vân vân, thực sự ra mà nói ấy, thì cái vấn đề những người bán để bán được giá cao nó phải căn cứ vào thị trường, căn cứ vào thì giá thị trường quốc tế, đúng không ạ? Chúng ta không thể đưa ra ví dụ như mặt bằng chung trước đây thôi nào giá 15.000 mà chúng tôi có thể bán được khoảng 25.000, 30.000, không bao giờ có chuyện đấy, mà nó sẽ chênh lệch và xê dịch so với giá dùng có thể giống như chúng ta làm vàng ấy. Và tôi khẳng định với các bạn, Việt Nam với cái giá thị trường rẻ hơn giá quốc tế tương đối nhiều. Các bạn tin tôi một điều như vậy. Những chiếc gần nhất nha, của những chiếc Hawk này, Pepsi này, Batman này, thậm chí là những chiếc Daytoner như này thì có đều có mức giá chúng ta cảm giác êm dịu hơn rất là nhiều so với giá thị trường quốc tế nếu chúng ta mua từ quốc tế, chúng ta vận chuyển từ Việt Nam. Đó.
Thì ngày hôm nay tôi cũng chia sẻ với các bạn một số cái quan điểm về hai chiếc đồng hồ gọi là có mức giá premium cao nhất hiện nay so với cho một chiếc đồng hồ vàng khối nhá và một chiếc đồng hồ thép nhá. Đó, một chiếc là khoảng 80% giá retail, premium giá 80% giá retail và một chiếc là 140% giá hãng niêm yết. Đó, các bạn có suy nghĩ như thế nào về hai chiếc đồng hồ này? Có thấy đẹp không ạ? Nếu các bạn cảm thấy đẹp, đừng ngại ngần comment ở phía dưới và tặng cho chúng tôi một like và một follow kênh YouTube của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.